Lào Cai thiết lập vùng xanh không Covid-19 phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu. Ngày 17 tháng 1, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành phương án thiết lập vùng xanh không Covid-19 phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu tại cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành. Phương án nhằm xây dựng khu vực cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành thành khu vực được quản lý, áp dụng các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 ở mức độ cao nhằm đảm bảo an toàn cho hoạt động xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc. Hiện nay, chính sách của Việt Nam là thích ứng an toàn, linh hoạt Kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, phía Trung Quốc đang thực hiện chính sách không có COVID. Cửa khẩu Kim Thành là điểm giao thoa giữa hai chính sách phòng chống dịch. Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 128 gạch chéo NQ gạch ngang CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của chính phủ về việc ban hành quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và đồng thời tạo sự tin tưởng đối với phía Hà khẩu Trung Quốc về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành. Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành phương án thiết lập vùng xanh không Covid-19 phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu tại cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành. Phương án thiết lập vùng xanh không Covid-19 được áp dụng từ ngày 0 giờ ngày 18 tháng 1 năm 2022 cho đến khi có thông báo mới của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai. Theo phương án này, các phương tiện vận chuyển hàng hóa, xe tải ra vào khu vực cửa khẩu chỉ lưu thông theo đường cao tốc nội bài Lào Cai vào cửa khẩu và ngược lại. Người điều khiển phương tiện Người đi cùng phương tiện nếu có vận tải hàng hóa xuất khẩu theo tuyến cao tốc nội bài Lào Cai đến cửa khẩu phải thực hiện khai báo y tế bằng phần mềm PCC, OVD. Nếu không có điện thoại thông minh phải khai báo y tế bằng giấy, có phiếu xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính trong thời gian 72 giờ. Trường hợp không có phiếu xét nghiệm hoặc có nhưng đã quá thời gian quy định thì phải thực hiện test nhanh có trả phí tại chốt kiểm dịch. Người điều khiển phương tiện và người đi theo phương tiện trong thời gian lưu trú tại cửa khẩu định kỳ 72 giờ phải test nhanh SARS-CoV-2 khi giấy xét nghiệm lần trước hết hạng, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thường xuyên ra và hoạt động trong khu vực cửa khẩu phải khai báo y tế, đo thân nhiệt và thực hiện các biện pháp phòng dịch 5K như đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, khoảng cách, phải có phiếu xét nghiệm sars cov 2 kết quả âm tính 7 ngày trên lần đối với người lưu trú tại kho, 7 và 3 ngày trên lần đối với người không lưu trú tại kho, 7. Lái xe trung chuyển mặc quần áo bảo hộ và thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế, phải có thể ra vào khu vực cửa khẩu do đồn biên phòng của khẩu quốc tế Lào Cai cấp. Đối với các tổ chức, cá nhân không thường xuyên hoạt động trong khu vực cửa khẩu thực hiện đăng ký với lực lượng biên phòng để được cấp thẻ tạm thời. Đội lái xe trung chuyển do các doanh nghiệp tổ chức thực hiện đăng ký hoạt động với Ban Quản lý Cửa khẩu và Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế để quản lý, kiểm tra, giám sát. Trong quá trình điều khiển các phương tiện xe Trung Quốc yêu cầu các lái xe phải mặc quần áo phòng dịch và thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế, các lái xe vi phạm sẽ không cho phép hoạt động. Đối với phương tiện thun rỗng sau khi xuất khẩu hàng hóa, nếu phải lưu trú qua đêm để đợi bốc xếp hàng hóa nhập khẩu, lào cai yêu cầu người điều khiển phương tiện, người đi theo phương tiện sẽ lưu trú tại trung tâm hội trợ triển lãm kim thành hoặc khách sạn vĩnh lộc. Phương tiện xe thùng rỗng được bố trí địa điểm tập kết trong khu vực cửa khẩu. Sau khi có hàng hóa nhập khẩu, lái xe nhận xe thùng rỗng và vào các kho bãi để bốc xếp hàng hóa nhập khẩu. Sau khi bốc xếp hàng hóa, xong phải lên đường cao tốc nội bài lào cai, không lưu lại khu vực cửa khẩu. Khi có f0, khu vực kho. Bãi sang tại hàng hóa tạm dừng hoạt động kho, bãi có người nhiễm sát cov 2 tổ chức truy vết, xét nghiệm các F1, xử lý các F1 theo hướng dẫn của ngành y tế tại thời điểm áp dụng. Kho, bãi chỉ được hoạt động trở lại sau khi đã thực hiện đầy đủ các biện pháp về an toàn phòng dịch như cách ly và xử lý F0. F1 theo hướng dẫn của ngành y tế tại thời điểm áp dụng, phun khử khuẩn toàn bộ khu vực người nhiễm đã tiếp xúc và xác nhận của Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế. Trước đó, Do việc phòng chống dịch bệnh COVID-19 của phía Trung Quốc tại khu vực cửa khẩu được triển khai rất nghiêm ngặt nên năng lực thông quan hàng hóa qua cửa khẩu quốc tế đường bộ số. Hai Kim Thành, Lào Cai, Bắc Sơn, Trung Quốc đối với các mặt hàng trái cây tươi còn rất hạn chế. Vì vậy, để tránh việc phương tiện đưa lên cửa khẩu bị ung tắc, giảm thiểu rủi ro hàng hóa xuất khẩu phải lưu bãi dài ngày trong điều kiện không đảm bảo, phát sinh thêm chi phí, gây thiệt hại kinh tế cho người dân, doanh nghiệp ngày 16 tháng 1. Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai phát đi văn bản thông báo hỏa tốc số 200 gạch chéo UBND gạch ngang KT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc thông báo tạm thời dừng tiếp nhận phương tiện chở trái cây tươi đến cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành, Lào Cai, Bắc Sơn, Trung Quốc để xuất khẩu từ 0 giờ ngày 18 tháng 1 năm 2022. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.